đây có rất là nhiều những chú khủng long đang bị chung vùi dưới lớp bùn của thầy ơi. Chúng ta có một hang núi rất là to bên này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhúng tất cả hang núi để rửa trơn lớp bùn và tìm hiểu xem đó là khủng long hay là loài vật gì nhé các bạn. Nào bắt đầu thôi. Wow, đầu tiên chúng ta có chú khủng long bay các bạn ơi. Một chú thằng là sánh pterodon nha. Cái loài này nó có một cái sừng ở phía sau đầu các bạn. Wow, mỏ nó rất là cứng và dài nha. Hai cánh rất là rộng luôn. Wow, đây gian cánh rất là rộng các bạn. Wow, nó có màu xanh những cái đốm màu trắng nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Đây là loài chuyên săn mồi theo bầy đàn nha. Nó rất là thông minh luôn. Nó chuyên săn mồi theo bầy đàn và nó săn mồi bằng cách lao từ trên không xuống rồi bắt lấy con mồi rất là đáng sợ nha các bạn. Wow, một chú khủng long bay thằng là sánh pterodon. Một chú thằng là sánh bơi rất là nhanh các bạn, bay rất là nhanh vậy đấy. Nó đang tìm cách thoát khỏi cái lồng đó các bạn. Wow, chú khủng long ba sừng Pisa đất màu xanh rất là đẹp các bạn ơi. Wow, nó có hai sừng lớn trắng, một sừng nhỏ mũi này. Trên cổ nó có một cái vây xè ra như một cái quạt các bạn. Bốn chân rất là to nha. Wow, cái đuôi khá là to luôn. Chú khủng long mình nhìn sơ qua thì có thể thấy nó khá là mập mạp các bạn. Wow, rất là đáng yêu luôn các bạn ơi. Chú khủng long ba sừng Triceratops khá là mập mạp mỏng mỉm. Có cả một con Triceratops khổng lồ, một con khủng long ba sừng siêu to luôn. Wow. Yeah. Wow, chú khủng long có cái vây rất là to luôn các bạn ơi. Thì ra đây chính là chú khủng long Dimetrodon nha. Đặc điểm của loài khủng long Dimetrodon là nó có một cái vây trên lưng này. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nó có màu cam nha. Thân hình của nó giống như một chú thằn lằn đang bò. Thế chúng ta có chú hươu sừng tấm các bạn ơi, một chú hươu có cặp sừng rất là đẹp này. Wow, mọi chiếc sừng của nó như là những cái bàn tay đang xoay vào nhau vậy các bạn. Nhìn rất là đẹp và rất là lạ luôn. Wow, chú hươu sừng tấm này có màu cam rất là đẹp nha. Nó có thân hình cũng khá là to lớn nha các bạn. Wow. À, một chú nai sừng lá các bạn chạy rất là ngầu luôn. Ôi giời ơi, chạy xuyên qua nó luôn á nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú dê núi các bạn ơi, một chú dê núi nhìn rất là ngầu nha. Nó có hai cái sừng ở phía sau đầu này các bạn. Wow, thân hình của nó thì khá là nhỏ nha. Dê núi là động vật có thể di chuyển dễ dàng trên địa hình như là đồi núi và vách núi đó các bạn. Bởi vì nước núi chân của rất là khỏe nha, những cái móng rất là cứng và thân hình rất là dẻo dai luôn. Wow, cũng rất là. Anh xe lốp các bạn, một con linh dương khá là to lớn với cái sừng rất là nhọn đây các bạn, đây là anh xe lốp của mình nha. Ngầu luôn này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú tinh tinh khổng lồ các bạn ơi, một chú tinh tinh đang vỗ ngực các bạn. Khi một chú tinh tinh vỗ ngực thì có nghĩa là nó đang tức giận và nó đang phô trương sức mạnh đó nha. Rất là nguy hiểm luôn, chúng ta không nên tới gần nha. Wow, thân hình nó rất là cơ bắp luôn, cực kỳ nhiều cơ bắp, hai cánh tay rất là to và dài này các bạn. Như là một vận động viên thể hình vậy. Wow, chú tinh tinh này rất là ngầu nha. Rất là cơ bắp và rất là đáng sợ luôn. Nó có bộ lông màu đen rất là ngầu các bạn ơi. Wow. Gorilla đây các bạn. À, nhìn ngầu chưa các bạn. Đây là con gorilla chạy rất là nhanh của mình nha. Đẹp cực kỳ đấy chứ. Tiếp theo chúng ta có chú hươu cao cổ các bạn ơi, chú hươu cao cổ màu cam với những cái đốm màu vàng này. Wow, cái cổ dài giúp nó có thể ăn được những lá cây và cành cây trên cao đó các bạn. Bốn chân to và dài giúp nó chạy rất là nhanh nha. Wow, chú hươu cao cổ này nhìn rất là đẹp các bạn ơi, một loài động vật ăn cỏ rất là hiền lành nha. Ấy, một bầy hươu cao cổ đang lao vào đó nha, đã bầy con cá sấu luôn kìa, mạnh chưa. Wow, chú sư tử rất là to các bạn ơi, một chú sư tử với cái bờm rất là ngầu các bạn. Wow, thân hình khá là to lớn nha, bốn chân khá là cơ bắp luôn, cái đuôi khá là dài nè các bạn. Wow, chú sư tử này nhìn rất là ngầu các bạn ơi, đây được xem là chú sơn lâm đó các bạn. Wow, đầu rất là to lớn luôn, nó có thể săn các con mồi các bạn, rất là ngầu nha. Và đây là một con lion các bạn, một con hổ sư tử với cái bờm khá là đẹp nha các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi, một chú khủng long Ankylosaurus màu hồng rất là đẹp luôn. Wow, nó có một dải màu trắng trên lưng rất nổi bật luôn này. Loài khủng long này nổi tiếng bởi vì nó có da rất là dày nha và nó có những cái gai một chân lưng nữa các bạn. Những cái gai kéo dài từ đầu tới đuôi luôn nha, cái đuôi nó hình tròn các bạn. Wow, chú khủng long này có gai bảo vệ cho nên là nó rất là khó để bị những loài khủng long thịt khác xâm hại nha các bạn. Wow, trông rất là ngầu luôn nha. Yeah.
rồi tiếp theo chúng ta có một chú cua biển khổng lồ các bạn ơi, một chú cua biển có 8 cẳng 2 kèn màu xanh rất là đẹp này. Nè cái đầu kèn của nó có màu đỏ nha. Wow, nhìn chiếc kèn nó mà xem, nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Chiếc kèn kèn của nó giống như một chiếc kéo khổng lồ các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Wow. Wow, chúng ta có một chú chim cánh cụt rất là đáng yêu rồi các bạn ơi. Chú chim cánh cụt này nhìn rất là dễ thương nha. Wow, nó có bộ lông màu đen rất là đẹp này. Cái phần phía trước bụng nó có lông màu trắng nha. Trên cổ nó có một cái đốm lông màu cam nữa các bạn. Wow, chú chim cánh cụt này nhìn rất là đáng yêu luôn. Cánh của nó thì rất là ngắn mà không biết bay đâu nha các bạn. Tuy nhiên nó bơi rất là nhanh nha. Tuy nó di chuyển trên bờ rất là chậm chạp và lề mề nhưng mà nó bơi và bắt cá rất là giỏi nha. Wow, tốc độ bơi của nó rất là nhanh luôn. Đây là một loài chim, loài động vật có lớp da rất là dày và có lớp mỡ rất là dày nha, để nó có thể chống chịu những nơi lạnh giá các bạn. Chim cánh cụt thường sống ở những nơi có khí hậu rất là lạnh nha. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú rùa biển các bạn ơi, một chú rùa biển rất là đáng yêu luôn. Wow, chú rùa biển này có cái mai rất là lớn nha. Cái mai màu đen rất là đẹp luôn. Hai cái bay trước thì khá là to giúp nó bơi nhanh đó các bạn. Hai bay sau thì khá là nhỏ nha, đuôi thì rất là ngắn luôn. Chú rùa biển này rất là hiền lành nha, nó chỉ ăn những loài sứa thôi các bạn ơi, không tấn công ai đâu. Wow, nguyên một chú rùa đuôi khổng lồ luôn. Đây là Giang Turtle. Wow, tiếp theo chúng ta có chú khủng long Giganotosaurus nữa, một loài khủng long rất là đáng sợ nha. Nó có hàm răng rất là sắc nhọn các bạn. Phía sau lưng là những cái gai một chi chít luôn này. Wow, hai chân trước rất là nhỏ nha, hai chân sau thì rất là to, đuôi rất là dài luôn. Chú Giganotosaurus này rất là nguy hiểm nha các bạn. Nó chuyên săn mồi, nó không bao giờ nó có mồi chạy thoát đâu. Nó có thể đối đầu với cả những loài khủng long thịt khác nha, như là khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, rất là đáng sợ luôn. Đây có cả một con Giganotosaurus thì các bạn đừng ngồi kia, mình cái khá là bé luôn kìa các bạn. Wow, chú hắc kiêu quốc kiêu màu hồng các bạn ơi, một chú hắc kiêu quốc kiêu màu hồng đang cười rất là tươi này, nó đang giơ hai tay chào chúng ta các bạn ơi. Wow, miệng đang nghe ra cười rất là tươi nha. Wow, hai chân nó có màu cam nhìn rất là nổi bật các bạn. Một chú hắc kiêu quốc kiêu màu hồng rất là đáng yêu nha. Cả hớt nhiều quá ghê, đánh nhau với cả một con lava golem và cả một con scroll khổng lồ luôn nha. Wow, tiếp theo chúng ta có chú khủng long Dominus các bạn ơi. Đặc điểm của loài này là tuy kích thước không lớn nhưng mà săn mồi rất là dễ nha. Wow, nó có hai chân trước khá là nhỏ nè và nó có những cái móng vuốt nha. Dưới hai cái chân trước của nó thì có những cái lớp lông vũ nữa các bạn. Wow, hai chân sau thì nó cong lên có những cái móng cong rất là ghê luôn. Đuôi khá là dài nha. Kích thước không lớn nhưng mà săn mồi cực kỳ hiệu quả luôn bởi vì nó chạy rất là nhanh và nó có trí thông minh rất là cao các bạn. Wow. Có cả một con Dominus chết của mình đó các bạn, nhìn ngồi vậy kìa. Đây là một khủng long với bộ lông vũ khá là đẹp luôn nha các bạn. Wow, chú khủng long gì có những cái móng vuốt rất là nhọn các bạn ơi. Thì ra đây chính là chú khủng long Therizinosaurus nha. Đặc điểm của loài này là hai chân trước nó có những cái móng vuốt rất là nhọn và rất là dài các bạn. Wow, nhìn ghê chưa này. Cái cổ nó rất là dài nha, miệng của nó có những cái răng rất là nhọn luôn. Wow, hai chân sau thì khá là to các bạn. Nó đứng bằng hai chân sau đấy và cái đuôi dài nhất giữ thăng bằng khi đứng nha. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Chú khủng long này có hai màu nha, có một màu xám, một nửa màu cam, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, mặc dù nhìn rất là hầm hố nhưng mà nó là cũng ăn cỏ nha các bạn. Wow, rất là ngộ luôn. Therizino đánh nhau với anh Chilo. Wow, hai con lao và hút nhau đánh nhau rất là dữ dội luôn kìa đấy chưa. Wow, tiếp theo chúng ta có chú voi biển các bạn ơi. Một chú voi biển với hai cái răng nanh rất là dài này, thân hình khá là mập mạp và có một cái đường màu có màu cam rất là đẹp nha, có một cái đường màu đen rất là nổi bật luôn. Wow, tôi nhìn khá là đáng yêu nhưng mà khi nó tấn công với nhau nó sử dụng răng nanh để tấn công nhau đó các bạn, rất là đáng sợ nha. Wow. Wow, chú hất kiểu kia màu xanh dương các bạn ơi, chú hất kiểu kia này đang nhanh những cái nanh ra rất là ghê các bạn. Wow, hai cánh tay và chân của nó có một cái màu xanh lá rất là đẹp, rất là đáng yêu nha. Wow, tuy nhiên những cái răng nanh rất là đáng sợ các bạn, rất là ghê luôn. Ok, đánh nhau với cả theo video nào. Wow, trời, bày nó lao vào những con theo video còn lớn không dữ kìa. Wow. Wow, chú khủng long này nhìn rất là đáng sợ các bạn ơi. Đây là chú khủng long Cryolophosaurus nha. Đặc điểm của loài này trên trán nó có một cái vây này các bạn. Wow.
Ê, ở đây mình có cả Dilophosaurus khổng lồ nha các bạn ơi. Chạy rất là nhanh luôn. Wow, nó có hai chân trước khá là to các bạn, hai chân sau thì nó khá là to nha, cái đuôi rất là dài luôn. Wow. Wow, chú lạc đà rất là to các bạn ơi, chú lạc đà có màu cam nha, nó có bốn chân rất là dài này. Bốn chân dài giúp nó có thể di chuyển trên các sa mạc dễ dàng đó các bạn. Wow. Chú lạc đà này có hai cái búi trên lưng nha, búi của lạc đà dùng để tích trữ mỡ đó các bạn. Khi nó trữ đủ mỡ thì nó có thể di chuyển đến những nơi xa và những cái trong những khoảng thời gian dài mà không cần ăn uống luôn. Wow, rất là ngầu đúng không các bạn, chú lạc đà nhìn rất là cameo các bạn ơi, phải con khay mồi nha các bạn, một con lạc đà hai búi rất là to luôn. Ngầu luôn. Wow, chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi, đặc điểm của loài khủng long Stegosaurus thường có hai cái dãy vây lưng các bạn, kéo dài từ cổ cho tới gần đuôi nha. Wow, bốn cái đuôi của nó có bốn cái gai mọc ra rất là ghê luôn. Wow, chú khủng long này ăn cỏ và rất là hiền lành nha, kích thước khá là lớn luôn và có màu cam rất là đẹp các bạn, có một dãy màu đỏ trên lưng rất là ngầu nha. Đây là loài khủng long bị danh là khủng long vây kiếm các bạn, nghe rất là ngầu đúng. Chú Stegosaurus các bạn ơi, đang nằm nghỉ ngơi kìa các bạn, đấy ngầu chưa không. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có chú khủng long có sừng mọc ngửa phía sau đầu rất là ngầu đấy các bạn ơi. Đây là chú khủng long Parasaurolophus nha. Đặc điểm của loài này là nó có một cái sừng mọc ngửa đấy các bạn. Đây là cái màu của nó đấy các bạn. Wow, nó có màu hồng và những chấm xanh dương rất là đẹp luôn. Hai chân trước ngắn nha, hai chân sau khá là to và cái đuôi rất là dài giúp giữ thăng bằng khi chạy nha. Wow, chú khủng long này có kích thước khá lớn nhưng mà nó vẫn là loài khủng long nhưng mà ăn cỏ nha các bạn. Wow, trông rất là dễ thương luôn. Parasaurolophus cả một con trâu khổng lồ đấy các bạn. Ồ dạ. Nó sống theo bầy đàn đó các bạn. Wow, một chú khủng long Velociraptor các bạn ơi, một chú Velociraptor màu cam với những cái vằn màu đen rất là đẹp luôn. Nó có cái răng nhỏ nhưng rất là nhọn các bạn. Wow, hai chân trước khá là nhỏ nha nhưng mà vẫn có móng vuốt nha. Hai chân sau khá là to và có những cái móng cong lên rất là ghê luôn, đuôi khá dài nha. Chú khủng long Velociraptor này tuy có kích thước khá là nhỏ nhưng mà săn mồi cực kỳ ghê gớm các bạn ơi. Wow, nhìn nó mà xem, nó rất là thông minh nha, nó chuyên săn mồi theo bầy đàn đó các bạn. Wow, nhưng mà nó chạy rất là nhanh luôn, nó có màu cam với những vằn đen nhìn rất là đẹp đó các bạn. Wow. Wow, một chú Velociraptor. Một lông Velociraptor khá là to lớn luôn kìa. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú cá mập đầu búa các bạn ơi. Một chú cá mập đầu búa có màu đen với những cái chấm bi màu trắng nha. Wow, cái đầu của nó giống một chiếc búa cho nên mới có biệt danh là cá mập đầu búa đó các bạn. Những cái vây rất là to luôn nha, chiếc đuôi lớn giúp nó bơi rất là nhanh luôn này. Wow, chú cá mập đầu búa này săn mồi rất là ghê gớm nha các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu nha. Còn cá mập khổng lồ đây cả nhau với cả một bay ở số mới của mày và tụi khổng lồ. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú báo đốm các bạn ơi, một chú báo đốm màu vàng với những cái đốm màu đen rất là đẹp luôn. Wow, thân hình rất là to lớn nha, răng rất là nhọn luôn này, bốn chân rất là lực lưỡng luôn. Chú báo đốm này chạy rất là nhanh các bạn, chú báo đốm này được xem là động vật chạy nhanh nhất thế giới động vật luôn nha. Cheetah các bạn, một con báo cầu phi khá là màu đẹp rồi, cheetah các bạn nha. Wow, tiếp theo chúng ta có chú khủng long có cái vây màu cam rất là đẹp nha các bạn ơi. Đây là chú khủng long Stegosaurus nha. Nó có một lớp da màu xanh và cái những cái vây màu cam nhìn rất là đẹp nha các bạn. Wow, đặc điểm của loài khủng long này nó có hai cái dãy vây kéo dài từ cổ tới đuôi nha. Cuối đuôi của nó có bốn cái gai mọc ra nè các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, chú khủng long này có vây màu cam rất nổi bật nha. Đây là loài khủng long có biệt danh là khủng long vây kiếm đó các bạn. Nghe rất là ngầu luôn. Wow. Wow, chú Stegosaurus to chứ kìa các bạn, nhìn chúng ta khá là cứng luôn. Đây là loài Stegosaurus khổng lồ các bạn. Wow, lại là một chú Stegosaurus các bạn ơi. Tuy nhiên chú Stegosaurus này kích thước lớn hơn rất nhiều nha. Wow, nó có hai dãy vây lưng chạy dọc theo sống lưng từ cổ tới đuôi giống như là một chú Stegosaurus, đặc điểm của loài đó các bạn. Wow, đuôi nó có bốn gai mọc ra nè nha. Kích thước của con này khá là lớn các bạn ơi, nhưng mà nó cũng chỉ là của loài ăn cỏ thôi nha. Bốn chân rất là to này, nó có màu cam rất là đẹp, một dãy màu đỏ trên lưng nha. Wow, đây là loài khủng long có bị danh là khủng long vây kiếm nha, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Và đây là một con Stegosaurus xíu ngầu luôn các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy được con này nó có một sừng lá cây khá là bắt mắt luôn này. Đây là Stegosaurus này. Wow,
Wow, chúng ta có một chú bò màu cam khổng lồ các bạn ơi, một chú bò màu cam rất là to với cặp sừng màu xanh lá rất là đẹp này. Wow, chú bò có cái thước rất là lớn luôn nha. Wow. Wow, chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi, một chú Ankylosaurus màu xanh có vẻ màu cam trên lưng nha. Chú khủng long này có lớp da rất là dày và có những cái gai mọc trên lưng nữa các bạn. Wow, bởi vì có những cái lớp gai này cho nên là nó rất là khó để bị các loài khủng long khác săn nha. Wow, những cái gai kéo dài từ đầu tới đuôi luôn, cuối gai đốt đuôi nó hình tròn các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu nha. Kilo Spider-Man, một con khủng long Ankylosaurus siêu to luôn. Wow, chú khủng long Brachiosaurus khổng lồ các bạn ơi, nhìn chiếc cổ nó dài chưa này. Chú khủng long Brachiosaurus này có màu nâu nha, nhìn rất là đẹp luôn. Chiếc cổ rất là dài nha, cái đuôi cũng rất là dài luôn. Bốn chân nó thì rất là to này các bạn. Wow, kích thước khối lượng có thể lên 30 tấn nha. Tuy nhiên thì nó vẫn chỉ là một con cỏ bình thường thôi nha các bạn, rất là hiền lành nha. Wow, mình có cả một con Brachio khá là to lớn các bạn, cũng là cổ dài cực kỳ to lớn với có màu xanh lá cây khá là bắt mắt luôn vậy các bạn. Wow, chú khủng long Spinosaurus các bạn ơi, một chú Spinosaurus rất là đẹp màu cam nha. Nó đặc điểm nữa bằng cái loài Spinosaurus là trên lưng có một cái vây này các bạn. Wow, răng nó rất là sắc nhọn luôn, hai chân trước nhỏ và hai chân sau to nha, cái đuôi khá là dài luôn. Đuôi nó dài giúp nó giữ thân bằng lúc chạy đó các bạn. Đây là khủng long rất là đáng sợ nha, nó đối đầu với cả khủng long bò chúa luôn nha các bạn, nó không dám bất kỳ một khủng long nào đâu. Wow, rất là lớn các bạn, ngầu chưa kìa, đẹp lắm này. Wow, tiếp theo chúng ta có chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài khủng long Brachiosaurus là trên đầu nó có một cái sừng mọc lùn các bạn. Wow, nhìn rất là đặc biệt luôn. Nó có rất nhiều màu nha, màu nâu, màu cam và cả màu xanh các bạn. Wow, hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi rất là dài luôn. Chú khủng long này có cái đuôi dài để di chuyển, để theo dõi thân bài lúc di chuyển các bạn. Wow, thì cái thước khá là lớn nhưng mà đây là chú khủng long cỏ hiền lành các bạn. Wow. Chú hà mã khổng lồ các bạn ơi, chú hà mã này cái miệng rất là to luôn, nó có những cái răng rất là nhọn, rất là dài này các bạn. Wow, lớp da rất là dài nha, bốn chân cũng rất là ngắn nhưng mà khối lượng thì rất là to nha các bạn, khối lượng có thể lên những vài tấn luôn đấy. Wow, chú hà mã này có giận hồi nãy giận rất là đáng sợ nha, khi nó bị chọc tức thì nó sẽ tấn công cả con người nha các bạn. Wow, có một con hà mã khác biệt luôn các bạn, đây là chú hà mã của đây các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, các bạn có thấy con hà mã to chưa kìa. Wow, chú voi các bạn ơi, một chú voi rất là to luôn. Chú voi này có hai cái tai như là hai quạt khổng lồ các bạn. Cặp ngà là dài và một hình là các bạn rất là dài nha, rất là nhỏ luôn. Cái vòi khá là dài và linh hoạt nha. Vòi của voi giống như tai ở người các bạn, dùng để cầm nắm động vật và đưa thức ăn vào miệng đấy. Wow, chú voi này bốn chân rất là to luôn, kích thước thì rất là to lớn, có thể nặng lên đến 5 tấn các bạn. Wow, rất là ngầu. Stegosaurus các bạn ơi, nó có cái vây màu đỏ rất là đẹp các bạn. Wow, chú Stegosaurus có đặc điểm là trên lưng nó có hai dãy vây lưng kéo dài từ cổ tới đuôi nha. Đuôi nó có hình, cuối đuôi nó có bốn cái gai mọc ra nè các bạn. Wow, chú Stegosaurus này có đặc điểm là nó có màu xám và có cái vây màu đỏ nhìn rất là bắt mắt và nổi bật luôn các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đẹp nha. Đây là khủng long, bị danh là khủng long vây kiếm đó các bạn. Wow, chúng ta Stegosaurus đã dùng cái hai đuôi để đánh vào con gấu ném bay đi luôn, thì các bạn nhìn ngầu chưa kìa. Wow, một chú ngựa màu nâu các bạn ơi, một chú ngựa màu nâu rất là ngầu luôn. Chú ngựa này có cái bờm rất là đẹp này các bạn. Wow, cái đuôi cũng rất là dài nha, chân rất là khỏe luôn, bốn chân khỏe giống như chạy rất là nhanh các bạn. Chú ngựa này chạy nhanh như một con gió luôn nha, nó luôn về nhất trong tất cả các cuộc đua nha. Wow, wow, rất là nhiều chú ngựa tạo một chiến đường này đánh nhau với cậu con T-Rex luôn vậy. Chú Brachiosaurus các bạn ơi, một chú khủng long Brachiosaurus rất là đẹp luôn, nó có phần thân màu vàng, phần đầu và cổ nó có màu đen các bạn.
nhìn rất là nổi bật luôn. Wow, chú Brachiosaurus này nhìn rất là đẹp nha. Nó có cổ dài của loài khủng long, cổ dài của Brachiosaurus này. Cái đuôi rất là dài nha, bốn chân khá là to luôn. Thân hình thì rất là lớn, khối lượng lên đến 30 tấn nha. Tuy kích thước và khối lượng lớn nhưng nó chỉ là cũng ăn cỏ hiền lành thôi nha các bạn. Wow, trông rất là ngầu, rất là đẹp nha. Brachio khổng lồ các bạn, còn khủng long cổ dài cực kỳ to lớn, trắng xanh luôn kìa, lạ chưa kìa. Wow, tiếp theo là chú khủng long cực kỳ nổi tiếng các bạn ơi, chú khủng long Tyrannosaurus Rex hay còn là khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, nó có một màu đỏ và những cái vằn đen các bạn ơi, đầu khá là to luôn nha, có những cái răng rất là nhọn luôn. Hai chân trước nhỏ và vô dụng nha, tuy nhiên hai chân sau rất là to, nó chạy rất là nhanh luôn. Cái đuôi khá là dài luôn nè các bạn. Wow, đuôi dài giúp cho giữ thân bằng lúc chạy đó các bạn ơi. Chú khủng long này cực kỳ nổi tiếng luôn nha, nó là khủng long thật hay xuất hiện trong phim Hollywood đó các bạn. Wow, nó luôn xuất hiện là một nhân vật phản diện nha. Wow, trông rất là đẹp luôn. Long ba hai tại bọn chúa chạy rất là nhanh luôn. Wow, chú khủng long Brachiosaurus màu vàng và màu nâu nè các bạn ơi, nhìn rất là đẹp luôn, cổ rất là dài nha, đuôi cũng rất là dài luôn, bốn chân rất là to, khối lượng có thể lên đến 30 tấn nha. Tuy kích thước và khối lượng lớn là thế nhưng mà nó vẫn chỉ là chú khủng long ăn cỏ thì bình thường và hiền lành thôi nha các bạn. Wow, trông rất là hiền luôn. Mình có một cặp khủng long Brachio khá là to lớn chạy rất là nhanh luôn nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow, chú Indoraptor các bạn ơi, một chú khủng long được lai tạo với gen của loài khủng long Raptor nè các bạn. Wow, răng rất là nhiều răng luôn nha, những cái răng rất sắc nhọn nha, đôi mắt màu đỏ thẫm luôn nha. Wow, sau lưng nó có những cái gai này các bạn, nhìn rất là độc đáo luôn nha. Wow, những cái gai màu vàng rất là đáng sợ luôn. Hai chân trước thì khá là nhỏ nha, nhưng mà nó vẫn có móng vuốt nha. Hai chân sau thì khá là to luôn, có những cái móng cong lên rất là đáng sợ nha. Cái đuôi khá là dài luôn. Wow, những cái kích thước nó rất là lớn luôn các bạn ơi. Wow, trông rất là đáng sợ luôn. Indoraptor nó đang hạ cả một con gì này, nó đang ăn con gì kìa các bạn, thấy không? Khá là nguy hiểm luôn vậy, nó giờ nhìn rất là gầu luôn nha.